Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món thịt ba chỉ riêng tôm nhé. Thì nguyên liệu chúng ta bao gồm thịt ba chỉ 500 g, thì thịt ba chỉ các bạn về thái khúc hai miếng miếng vuông vuông như vậy nhé, miếng vuông nhé. Còn tôm thì tôm 200 g, mình bóc vỏ ra rồi mình chẻ chẻ ở giữa ra nhé các bạn. Chẻ ra ở giữa mình lấy cái gân màu đen đấy, gân màu đen của tôm ở giữa cho đỡ tanh ra. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình một ít hành lá, với lại hành khô băm nhỏ. Thì chúng ta bắt đầu vào nấu, thì mình nấu thịt ba chỉ trước nhé. Thì chúng ta bắt đầu nấu nè. Cho nó thơm lên nhé. Rồi mình cho hành băm vào. Băm vào đấy. Chi thơm nè. Các bạn nhớ phi thơm hành lên mới cho thịt vào nhé. Cho hành lá lên mình cho thịt vào. Rồi nhá, bây giờ mình cho thịt vào trước, mình đảo xương ra. Bạn nào chưa có thì nó không lại nhé. Rồi, bây giờ các bạn cho một ít dầu hào vào đây. Đây là dầu hào nhé. Tương ớt và tương ớt. Đảo đều vào cho khoảng tầm 2 thìa đường nhé. 2 thìa cà phê đường. 2 cà phê đường nhé. Bột ngọt cái hạt nêm mình cho sau, tại vì bây giờ đang nóng nên mình cho bột ngọt cái hạt nêm và không có lấy sức khỏe được bạn. Rồi khi mình cho nước vào mình cho bột ngọt cái nêm vào sau nhé. Rồi các bạn cho một cho nước vào, mình rim thịt bất kỳ lên. Bây giờ các bạn cho mình năm trăm gram thịt ba chỉ với 200 g tôm, các bạn cho 2 thìa rưỡi bột ngọt nhé. 2 thìa rưỡi bột ngọt, 2 thìa hạt nêm, 2 thìa hạt nêm các bạn, còn một thìa muối trắng. Đây một chút nước mắm, nước mắm. Rồi mình cho ít tiêu lên, đảo đều nó gia vị nó tan đều rồi mình ngâm thịt ba chỉ. Bây giờ ai mà
ăn được thịt đậu ớt vào nhá. Hôm nay mình nấu cho em bé ăn lửa nên mình không cho ớt vào, các bạn ăn được. Nấu mà ăn ớt được thì tạo ớt vào này nhá. Các bạn nấu nhỏ lửa cho nó sôi sôi đều cho nó thịt ngấm, thịt bất chỉ nó ngấm gia vị. Chỗ này đến bây giờ thì mình cho một ít dầu điều vào nha các bạn, cho nó tạo màu cho thịt màu nó cho nó đẹp nhé. Cho một ít dầu điều vào. Rồi, các bạn đẩy bên này xem là đến đây thịt bận nước thì gần được thì các bạn cho tôm vào, cho tôm ngấm vào gia vị luôn, các bạn cho tôm vào nhé, cho tôm chín đều ngấm gia vị luôn, rim tôm vào. Bạn chè dọc tôm ra, tôm mình xoay ra như vậy rất là đẹp nhé. Cho nhớ cho nhỏ lửa trong thịt nó liu liu cho nó ngấm đều á, ngấm đều gia vị vào tôm với thịt á. Đây là món thịt ba chỉ rim với tôm. Thì món này ăn với cơm thì rất là ngon nhé. Và đây là món thịt ba chỉ rim tôm của mình. Bạn thấy hấp dẫn không? Rất là ngon nhé, để mình gặp thử một miếng xem nào. Mình ăn nhá, mời cả nhà cùng ăn nhá. Rất là đậm đà, rất là ngon. Ngon quá. Nhưng mà mình ăn nó hơi cay một xíu, tại vì hôm nay mình kho cho em bé nên không có cay. Cảm một xíu của con rất tuyệt vời. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và chia sẻ, đăng ký kênh giùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Bye bye.